Xin chào tất cả các bạn, à, chào mừng các bạn trở lại với channel Easy Frontend và mình là Hậu Trong video này, mình với các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một cái concept đầu tiên của Next.js Nó tên là File System Routing các bạn ha Rồi như vậy là File System Routing nó là cái gì Và nó giúp được gì cho mình trong cái việc đó là làm những cái routing ở trong Next.js Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu trong video này nha Ok bây giờ mình bắt đầu thôi rồi thì uh, mình có tìm được một cái hình nó mình họ khá là trực quan dễ hiểu luôn Thì uh, mình để cái link ở đây các bạn ha Đó cái forum Meteor gì đó Các bạn có thể là click vô cái link này để xem ha uh, Trước khi mà mình đi qua về cái uh, gọi là cái file system routing của next Mình nhắc lại chút xíu Thì khi mà mình sử dụng cái CRA các bạn ha À, sử dụng React JS mà với cái tool mà create React app á thì mình thường mình làm routing mình sử dụng một cái thư viện nữa nó tên là React Router DOM. Thì uh, mình sử dụng để để khai báo ví dụ chẳng hạn như là để có được một cái routing ví dụ như tôi muốn visit vô cái trang gọi là sign login đi, nó sẽ mở một cái trang nào đấy. Thì các bạn sẽ phải định nghĩa các bạn sẽ phải sử dụng cái component nó tên là route các bạn ha. R O U T E đây này ha, route. Thì để mà định nghĩa ok khi mà user nó vào cái sự login thì tôi sẽ uh, show cái component tên là login page ha hoặc là khi mà nó vào cái trang chủ hay cái trang chính thức của mình uh, nó giá các bạn ha thì nó mở trang home hoặc là tương tự như vậy khi mà mình có thể là gì định nghĩa những cái routing khác ha mình sử dụng cái route component tuy nhiên bên nextjs mình không có làm vậy <laughs> bên nextjs thì nó cung cấp một cái thứ nó gọi là file system routing thì nó cũng giống như mà nếu như các bạn mà từng làm cái static server các bạn ha thì các bạn chỉ cần là tạo ra một cái file html nào đó ha thì nó sẽ tự động hiểu là đó là một cái routing để các bạn có thể là truy cập được thì uh, trong next js thì nó cũng na ná như vậy như vậy là cái file system routing có nghĩa là gì thì trong cái project next js của mình á các bạn để ý các bạn sẽ thấy có một cái folder đặc biệt nó tên là folder pages chữ page có s các bạn ha thì khi mà các bạn add một cái component vào cái folder này thì nó sẽ biến đổi cái 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 file đó thành một cái routing tương ứng được chưa? thì ví dụ nha ví dụ nha trong cái folder pages này các bạn thêm một cái file gọi là index js thì lúc đó thì các bạn đang khi mà bạn mà hot lên một cái domain gì đó ha ở đây nó gọi là mydomain thì cái nó sẽ vào cái trang này chính là cái trang chủ đó là mydomain com gì đó ha rồi còn nếu mà các bạn mà thêm một cái file gọi là about js thì lúc đó nó sẽ tương ứng với là cái mydomain about À, tức là bạn sẽ không cần phải khai báo cái routing cái component route dưới meal rack từ dom mà các bạn chỉ cần add một cái file một cái component vào trong cái folder pages này, được chưa? Thì cái file này nó có thể là js, js, ts, tsx ha, tùy vào các bạn à sử dụng cái nào. À, như mình á, thì mình à, sử dụng component mình hay dùng cái đuôi là có thêm cái chữ x các bạn ha. Ví dụ jsx hoặc là tsx ha. Đó, tương tự như vậy mà các bạn mà muốn tạo cái nested row luôn á thì các bạn sẽ là thêm cái pages nè, rồi thêm một cái folder nữa là folder products, rồi trong đó là có index gì, gì đó. Ok chưa? Thì đó là cái cách cách thức mà cái đó nó gọi là cái file system routing. Tức là bạn chỉ cần add vào trong cái pages uh, folder pages ha thì nó sẽ tự động uh, add nó thành một cái dạng là là routing. Thì mình có ba cái dạng route, một là index route tức là cái file mà có cái in, uh, cái tên index đó các bạn ha, nó gọi là index route cái dạng số 2 nó gọi là nested root nested root thì nó sẽ là dạng như là uh, folder pages là cái là cái trang chủ các bạn ha bạn cứ hiểu như đó là cái trang chủ đi ha thì bạn mà tạo những cái folder bên trong nữa thì tức là nó sẽ đi nested vào ví dụ này là nó sẽ là uh, cái uh, sheet home uh, sheet này ha rồi sheet product rồi sheet cái gì đó rồi trong product này mà có thêm folder nữa thì nó là sheet vào nữa ha nó đi nested vào thì nó gọi là cái uh, nested root các bạn ha à, mình sẽ tạo ra bằng cách là mình sẽ tạo những cái nested folder trong cái folder pages đó rồi, còn cái loại thứ ba nó gọi là Dynamic Road rồi thì lúc này bạn sẽ hỗ trợ những cái uh, parameter trên cái uh, cái routing ha, trên cái cái URL của mình nó có những cái parameter trên đó thì mình sử dụng cái Dynamic Road này. Ví dụ như trường hợp cái ID này ha, thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu từng hàng, từng hàng một uh, các bạn ha. OK, rồi <laughs> uh, uh, đầu tiên mình nói về cái vụ Index Nested Rule đi ha thì ở đây mình đây là cái project của cái uh, video trước đúng không mình chạy Yandex uh, dep lên ha mình dùng yarn rồi ok uh, mình dùng cái comment chơi các bạn ha để tắt cái cái terminal này đó uh, khi mình start lên thì mình sẽ vào trình duyệt mình start cái ông thần ba uh, ngàn ha thì các bạn sẽ thấy là ở đây hiện tại cái folder pages của mình uh, mình chỉ có một cái file gọi là index.tsx mà thôi uh, nó chính là tức là cái trang mặc định của mình đó ha đó là cái trang chủ á đó. đó. tức là dấu dấu các bạn ha ví dụ như mà mình mà muốn thêm một cái routing nữa thì mình chỉ đơn giản ví dụ mình vào đây mình thêm cái chữ about tss ha mình tạo cho nó một cái component component đơn giản thôi các bạn ha nếu các bạn các bạn nhớ cài những extension của mình nha nó là tsdrbfc đó đó thì mình tap cái nó ra một mới giống vậy luôn đỡ phải gõ các bạn ha <laughs> ở đây mình cho gọi là about page chẳng hạn ha còn cái chỗ này cái chữ props này mình bỏ cái chữ y đi ha không dùng cái interface kia được chưa à, rồi cái này thì thường mình để để giống như vậy để lúc mà nó import cái us thì nó sẽ dùng được dạng kiểu này ha à, rồi mình chỉ cần đây là a page thôi ví dụ vậy thôi ha để đơn giản vậy thôi thì bạn thấy là mình chỉ mới add một cái file about vào trong cái folder pages ha mình không có khai báo thêm là cái row nó nằm ở đâu hay là show component nào khi user vào trong một cái row nào hết ha nó sẽ tự động hiểu luôn Tức là ví dụ bây giờ mình sẽ vào cái thằng sig about đi ha. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ show ra được cái đây cái about page của mình. Các bạn thấy không? Đâu rồi đâu rồi. <laughs> đây đây cái about page của mình. Để mình zoom to lên chút xíu. Đó các bạn thấy không? Nó chưa about page ha. Thì các bạn thấy là mình chỉ cần add cái folder vào thôi là nó tự động có cái phần routing cho mình. Ok ha. Và tương tự như vậy, à, nếu như mà các bạn mà add một cái à, gọi là một cái folder post đi ha, tức là nestic vào, tức là đây là folder pages ha là trang chủ nè xịt post hai bạn gửi uh, post uh, post có s á rồi bạn uh, thêm cái file index chấm vào đây đi ha uh, mình cũng làm đơn giản như vậy hồi nãy là tsd rbfc nè rồi cái này mình gọi là post list đi mình gọi là post list uh, page đi ha đó rồi mình uh, command comment d cái này để mình bỏ cái chữ ID đi ok thì mình để này là post list page ví dụ vậy thì các bạn thấy là tại đây là cái folder page sao? để mình zoom to chút xíu nữa đây folder page này ha sự post uh, uh, thì nó sẽ là lấy cái file index tại vì mặc định là nó sẽ lấy cái file index các bạn ha ví dụ bạn vào trang chủ đi thì nó sẽ lấy cái file nó sẽ show cái file index này còn khi mà bạn sự post thì nó sẽ lấy cái file index này đó ví dụ nha mình đổi cái này thành là uh, post thì các bạn sẽ thấy nó là post list page nè ok chưa rồi nếu mà trong post này bạn mà có một cái uh, file khác ví dụ như là create chấm đi ha để mình copy paste cho lại ha mình copy nè rồi mình pass nè thì mình đổi cái này là thành là create chẳng hạn ha tức là mình ví dụ một cái trang mà mình để tạo cái uh, cái, cái cái post chẳng hạn thì ví dụ như là create post page cái này là props đúng không cái này là create post page ví dụ vậy ha đây là create uh, post page đó thì lúc nào cái này các em thấy là mình sẽ truy cập vào được ở đường dẫn là seek post nè seek seek create này ví dụ seek post seek create đó các bạn thấy chưa, đó như vậy, cái nó chính là cái cái phần nested rows của mình ha à, nếu mà các bạn chỉ để là xịt si, si post á, thì nó sẽ vào cái trang uh, index này nè, đó là post list nè ok ha, còn mà nếu như mà ở create thì nó sẽ là xịt uh, thêm thằng create ok chưa, thì đó chính là cái phần nested rows, ok mình trở lại slide chút xíu thì uh, uh, đó là cái phần uh, index route và cái phần nested route nó đơn giản các bạn ha tức là mình định nghĩa ra một cái tên của cái trang đó nó sẽ ra được luôn đúng cái routing mà mình không cần phải làm gì thêm ha thì đó nó gọi là cái file system routing à, nhưng mà có một cái vấn đề là gì mỗi một cái routing thì mình phải tạo một file như vậy trong trường hợp mà mình ví dụ mình có là tùy vào cái product id mà mình sẽ show một cái detail khác nhau chẳng hạn thì lúc đó mình làm như thế nào à thì lúc đó mình sẽ dùng cái gọi là dynamic route ok ha Ok, thì cái dụ mà mình index với lại nested thì mình còn gọi nó là một cái predefined row các bạn ha Rồi bây giờ tới cái dynamic route ấy. ví dụ như thì bạn sẽ thấy là mình sẽ dùng cái syntax là cái dấu ngọt ngọt vuông á các bạn ha Ví dụ đây mình sẽ có cái boss id này, rồi category id này ha Thì bạn thấy là ở trong trường hợp đầu tiên là ví dụ mình nói là trường hợp đơn giản nó chỉ có một cái tham số trên cái cái routing thôi Thì uh, bạn sẽ uh, ở folder pages này, uh, folder boss này, bạn sẽ tạo ra một cái file mà trong cái tên file ấy, nó là cái dấu ngọt vuông là post ID ha nó có dấu ngọc vuông các bạn ha đó thì bạn sẽ nó sẽ hiểu đây là một cái uh, dynamic route được chưa uh, và đây là một cái gọi là một cái route parameter hoặc là cái path parameter các bạn ha tương tự như vậy bạn bạn có thể là tạo ra một cái nuôi luôn tức là một cái <laughs> uh, nhiều cái tham số trên cái đường dẫn của mình nhiều cái pages này categories này rồi có category ID rồi post ID này các bạn ha rồi thì đó là hai dạng đơn giản nha còn cái dạng là bạn muốn gọi như là cash tất cả tức là ở đây các bạn sẽ là cái boss ID nè nó sẽ là nó chỉ cash được cho một cái uh, một, 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 một tầng thôi nhưng mà cái dạng mà ba dấu chấm này nè à, thì nó sẽ bắt được nhiều tầng luôn đó rồi bây giờ mình sẽ đi qua từng cái đi ha cho mình dễ hiểu ha ok thì bây giờ nói về cái trường hợp đầu tiên trước là cái gọi là cái single uh, cái cái single đây cái single parameter ha thì nếu như mà bạn có một cái file là Post index uh, nhớ là có một vuông ha .tsx ở dưới cái folder post ok ok chưa? thì nếu như mà bạn mà uh, đi vào nếu mà user á nó mà nó 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 đi vào cái chỗ là nó sẽ vào cái đường dẫn á trên trình duyệt ha nó gọi là post 123 thì bạn nó sẽ match được với cái của mình ha nó sẽ match và mình sẽ lấy được cái thông tin là post id uh, bằng cái chuỗi 123 từ cái thông tin là router chấm, chấm .query ok chưa còn nếu bạn vào cái support, support developer tips thì mình sẽ lấy được cái thông tin là boss ID chính là cái chuỗi developer tips. Ok không? Đó, ngon lành ha. Tức là nếu mà bạn mà có cái file như thế này thì nó sẽ match được tất cả những cái row tương tự như thế này. Tức là sau sao nó sẽ là một cái tên gì đó. Thì cái đó nó được tên là boss ID, nó sẽ nằm ở trong cái router là query. Ok không? Có một cái lưu ý á là nó chỉ match cái 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 đúng cái tầng của nó thôi. Ví dụ support boss thì cái gì đó. Còn nếu mà bạn mà xịt post thì cái gì đó rồi bạn xịt cái gì nữa thì nó sẽ không có mask nha, thì cái này nó sẽ không có mask nha. Ok ha. Rồi, trong trường hợp mà multi gọi là parameter tức là nó có nhiều cái tham số trên cái cái cái, cái đường dẫn của mình á thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có nhiều cái à, đây cái nhiều cái dấu ngoặc vuông này ha. Thì để để dễ hình dung hơn mình mình liệt kê dưới này cho các bạn dễ hiểu. Như vậy đầu tiên là cái folder pages nè, tới cái folder categories rồi tới cái folder là category ID. Các bạn thấy là tên folder nó cũng hơi đặc biệt luôn ha nó là cái dấu ngọt à, ngọc vuông rồi tới folder boss rồi cuối cùng mới là cái file à, uh, boss id .tsx các bạn ha thì khi mà bạn uh, user mà nó vào trình dịch nó gọi là sự category một hai boss gì đó thì cái phần router query mình sẽ lấy được thông tin này là category id là 123 boss id là 456 sáu uh, còn nếu mà nó vào category frontend boss.js thì bạn thấy là category ID của mình sẽ là cái frontend tức là tương ứng như chỗ này nè đó rồi cái js của mình chính là cái cái boss ID này ok chưa đó là trong trường hợp mình có nhiều cái tham số trên cái cái URL ha ghê không <laughs> rồi trong trường hợp mà mình chơi dấu ba chấm à, tức là nó sẽ bất chấp luôn à, tức là nó sẽ bất chấp luôn à, bạn thấy là à, đối với cái thằng mà dạng mà tham số này nó chỉ match một tầng thôi tức là nếu mà cái dụ mà something else này nè nếu bạn mà, mà xịt thêm cái gì đó nữa những cái spot nữa thì nó sẽ không có match còn đối với ông ba dấu chấm á, là ông chơi hết các bạn ha ông chơi tuốt hết á tức là ví dụ như bạn nói là pages support six slot chấm ha thì tức là nó sẽ match tất cả các bạn ha ví dụ như nó match này ví dụ như là một tầng nó cũng match sheet một hai easy next js yes. à, rồi siết easy front nó cũng match luôn ha rồi easy front end js yes. nó cũng match luôn tức là bao nhiêu tầng nó cũng match hết trơn á và cái ngay chỗ này này cái chữ slot đây này các bạn ha thì bạn sẽ cho đây bạn để cái chữ gì thì chỗ đây bạn sẽ chọn được chữ đó vì chỗ đây bạn để chữ là barams chẳng hạn ha thì chỗ này nó sẽ đổi thành chữ params chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải trừ trà, xài chữ slug ha. Ví dụ bạn ở đây mình dùng chữ slug thì lúc đó là khi mà bạn dùng cái dấu ba chấm này nè thì cái chỗ mà react router query á bạn sẽ thấy là nó sẽ trả về cho mình một mảng được chưa? Và mỗi cái chuỗi này nó tương ứng với một cái một một, một tầng trong cái 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 đường dẫn của mình ha. Ví dụ ở đây bạn sẽ thấy là easy nè là một tầng, frontend là một tầng nè, nó sẽ ra được cái tham số đầu tiên là easy nè, tham số thứ hai là frontend nè, tương tự cho cái chỗ này nó sẽ ra được là easy next Ok ha. Đó. Rồi, uh, nó có một thêm một cái nữa là uh, cái này á, thì nó match ví dụ như là bao nhiêu tầng con nó cũng match nhưng mà nó không có match thằng cha. Ví dụ như là uh, mình vào uh, mình vào cái đường dẫn là script post uh, có chữ s chẳng hạn thì nó sẽ không có match, nó không có match các bạn ha. Uh, bạn mà muốn nó match luôn á, thì bạn sẽ dùng nó gọi là cái optional catch on road tức là có thể là nó có hoặc là không có thì trong trường hợp đó là bạn vào cái script post nó cũng sẽ match luôn cái file này. À, còn ở trên này bạn mà dùng dấu ba chấm này thôi á là nó chỉ mask những cái thằng con thôi. Bạn mà vào cái boss thì nó sẽ không có mask nha, được chưa? Lưu ý ha. Còn mà dùng cái optional catch on này á, thì nó sẽ sẽ vào. Còn lại thì nó giống y chang thằng trên này. Được chưa? Nó chỉ khác là cái thằng dưới này nè, nó sẽ có hai dấu các bạn nha. Chỗ này nó tới hai dấu nha. Đó, hai dấu nha. Thì lúc này nó sẽ mask luôn cả thằng boss Ok ha, lưu ý nha mà mình thì mình mình, mình ít dùng cái này mình 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 không biết là các bạn có dùng hay không nhưng mà mình thì mình thấy mình ít khá 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 là ít dùng trong cái uh, dự án cái này ha rồi thì uh, có một cái lưu ý là nếu như trong trường hợp mà mà các bạn mà có cả luôn cả ví dụ như là có cả phần Pre-B5 Road, Dynamic Road và Catch on Road thì nó sẽ có bị uh, nó sẽ dính cái độ ưu tiên tức là cả bang này ví dụ bạn vào một cái đường dẫn ví dụ post một hai đi thì rõ ràng là nó mask thằng đầu tiên, nó mask thằng thứ hai, nó mask thằng ba, tức là thằng nào nó cũng mask cả. như vậy là vậy nó ưu tiên thằng nào bây giờ à? thì như vậy nó sẽ ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới ha. như vậy là ưu tiên cái thằng redefine road được chưa? cái tên cụ thể rõ ràng ưu tiên một. sau đó là sẽ tới cái uh, nó gọi là cái đa uh, uh, cái parameter ha các bạn, cái dynamic ha, cái dynamic road và cái số 3 nó gọi là cái catch on road được chưa? như vậy ví dụ như là user nó vào ship boss create đi thì chắc chắn nó sẽ vào thằng số uh, thằng a là thằng này, nó sẽ vào cái trang này còn nếu nó vào sheet boss sheet 123, tức là nó không phải là thằng create đúng không? Thì nó sẽ nó sẽ vào cái thằng boss ID là vào thằng B. Rồi bạn vào sheet boss developer tips thì nó cũng vào thằng B. Đó. Rồi bạn mà vào sheet front developer map gì đó, nói chung nó cũng có một tầng thì nó y chang lại thằng boss ID đúng không? Nó cũng vào thằng B. Nhưng mà quý vị bạn mà sheet năm sheet thêm comment thì rõ ràng là nó không có match ông thằng này đúng không? Không match thì lúc đó nó sẽ vào hàng hàng C. <laughs> ok chưa? Đó tương tự như vậy. Đó thì khi mà bạn mà xài nhiều cái mà nó bị trùng á thì bạn nhớ là trùng uh, cái, cái 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 phần routing này nè thì nhớ là có thứ tự ưu tiên ha predefined tới dynamic tới catch on ok ha uh, để mình thử một số cái ha ví dụ như là uh, mình có thằng post được chưa rồi mình có thằng create bây giờ mình sẽ tạo thêm một thằng nữa ha uh, mình sẽ tạo thêm một thằng nữa mình gọi là cái uh, post id .ts ha tức là for the post này có thêm một cái thằng post id các bạn thấy là mình sẽ có cái dấu dấu ngọc vuông ha À, ở đây mình sẽ đổi cái tên lại thành là post detail props à, thêm chữ page nữa rồi ở đây mình gọi là post detail page đi ha rồi sau đó mình sẽ là lấy cái post detail page ok bây giờ mình sẽ thêm cái router vô luôn à, h1 mình sẽ uh, show cái chữ post detail page rồi mình sẽ lấy cái thông tin của phần router ra ha À, tức là mình sẽ lấy cái router bằng use router hook à, của Next.js các bạn ha sau đó là mình sẽ lóc nó ra hoặc là mình sẽ uh, in nó ra luôn à, ví dụ mình để là cái chữ này là cái thẻ b đi à, mình sẽ để trong này rồi mình để chữ query sau đó là mình dùng uh, một cái JSON stringify cái thông tin của router chấm chấm query các bạn ha ok chưa thì uh, như vậy mình sẽ vào cái đường dẫn là post xịt cái gì đó thì nó sẽ ra là thằng xịt post xịt id đúng không? rồi, à, thì các bạn sẽ thấy là uh, đầu tiên á các bạn mình mình có thằng uh, uh, create nè, thằng post id nè, thì lúc này khi mà mình vào cái trang mà create á nó vẫn ở cái trang create post các bạn ha, bởi vì nó sẽ ưu tiên cái thằng predefined roles nè, nó thằng predefined roles uh, đây, nó ưu tiên thằng predefined được chưa? đó, rồi nhưng mà trong trường hợp mình đổi nó thành một cái khác ví dụ như một hai bốn năm đi, ba bốn năm đi. Đó. thì lúc này các bạn thấy nó sẽ ra cái trang detail tức là cái nó sẽ làm match với cái thằng là post id này đó. các bạn lưu ý ha các bạn lưu ý vụ này ha đó xong rồi các bạn sẽ thấy là mình nó sẽ lấy được cái thông tin là uh, cái post id chính là một hai năm tức là cái chỗ này nè nó sẽ match được với cho mình là cái thông tin tham số uh, mà mình định nghĩa trên cái tên file ha mình để là post id thì ở trong cái query của mình mình sẽ được cái thông tin là là post id ok ha thì đây chính nó gọi là cái path uh, parameter ha nó gọi là cái path Uh, parameter uh, hoặc là nó gọi là cái tên road uh, parameter ok chưa còn nếu mà trường hợp mà bạn thêm dấu phẩy thì nó gọi là query params các bạn ha ví dụ như mình có abc bằng hai uh, 123 chẳng hạn ha 12 gì đó thì mình thấy là nó cũng ra được cái object query đó và nó thêm cái abc này 12 này và cái boss id này ha thì nó nằm chung với nhau trong trường hợp mà bạn chơi ác bạn mà để cái boss id này mà bằng uh, ví dụ như mình nói là abc đi thì mình thấy là trên đường dẫn nó có cái ba tham số tên là box id rồi mà bạn lại thêm cái query param nữa nó lại trùng với cái tên là trên cái 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 route bar, parameter của mình luôn á thì lúc này nó sẽ ưu tiên cái cái path à, hoặc là cái role parameter ha nó sẽ ignore cái query params này lưu ý ha rồi thì đó là trường hợp cho còn trong trường hợp mà các bạn mà chơi cái dấu ba chấm ha mình thử cái dấu ba chấm luôn nha À, ví dụ ở đây mình cho cái chấm 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 Params tiến hạn đi ha Thì các thấy lúc này là cái file của mình À mình à, không biết đặt tên gì luôn á <laughs> Mình gọi là Params page đi ha Tạo gọi là Params page đi ha Thì Này gọi là Params Params page Ok chưa Đó Thì lúc này coi thử là nó ra cái gì ha à, Mình Mình refresh cái trang này lại Cái là post 125 ha Đó Thì nó vẫn ra cái post detail page Nhưng mà ví dụ như mình dùng nữa Ví dụ mình siệt cái Comment Siệt Ờ uh Uh, front, uh, 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 gì đó đi đại đại đi html css đi đó thì lúc này các bạn sẽ là nó sẽ qua cái trang param page đó. thì lúc này nó sẽ là được cái param là một cái uh, chuỗi uh, một mảng cái chuỗi đó là cái đầu tiên là cái một năm nè xong rồi tới cái comment nè xong rồi tới html css <laughs> 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 được chưa thì đó là cái phần gọi là cái catch on uh, route ok ha đó, như vậy là cơ bản sơ sơ sương sương <laughs> về cái file system routing ở trong Next.js các bạn ha hy vọng là qua đây các bạn sẽ biết được à, là à, mình sẽ có thứ nhất là index row này, nested row này, rồi có dynamic row thì trong dynamic row thì nó sẽ có cái dạng như là mình sử dụng một tham số, hai tham số, rồi nó có catch on row các bạn ha. rồi nó sẽ có cái thứ tự ưu tiên như thế nào đó. nếu như mà trong trường hợp mà nó trùng nhau ha, trùng cái 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 cái, cái part với nhau thì nó sẽ ưu tiên hàng nào trước hàng nào sau. đó, được chưa? thì à, qua đây các bạn có thể là à, xem lại và để hiểu và các bạn nên thử giống mình, tức là tạo ra những cái folder những cái file sau đó bạn vào trong URL bạn gõ thử coi nó ra cái gì ha đó như vậy là đầu tiên là mình biết cách được là ok tạo ra được những cái routing trong next bằng cách rất là đơn giản đó là chỉ cần add những cái component vào trong cái folder pages như vậy là xong ok ha thì đó là những thứ mình muốn chia sẻ về file system routing trong next .js. cảm ơn các bạn đã theo dõi video này hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha